còn mới tới 70-80-90% luôn nha quý vị ha. Bên trong của nó đây ha, chiếc này mình đi được 6-8 người nha quý vị. Bên trong có đầy đủ tiện nghi ha, máy điện đàm có, máy bộ định vị có, đầy đủ tiện nghi hết bên trong của nó ha, rất là đẹp nha quý vị. Nào, phía sau của nó, chiếc này mình đi được 6-6 người nha quý vị ha, chiếc này mình đi được 6-8 người, thậm chí 10 người vẫn được nha quý vị ha, rất đẹp. Mà nó có những cái lỗ câu nha, những cái lỗ câu rất đẹp nha, sang trọng, rất là sang trọng và mới nha. Đó, sở hữu những cái dòng này là hết sảy, nói chung là mấy những cái dòng này ở bên Việt Nam mình cũng có ít lắm, cũng không có nhiều. Nếu mà anh chị sở hữu miền Tây, chiếc này mình đi được tới tốc độ khoảng 50 mai như vậy, 50 mai khoảng gần 70-80 cây số giờ là đó. Đó, khoảng nói chung là... Xin chào quý vị, anh chị em thân mến. Hôm nay mình sẽ quay những cái dòng cano cao cấp chút xíu. Cái là những cái dòng này gọi là dạng du thuyền mini ha. Nó là nôm na là dạng giống như là loại du thuyền mini thôi. Đó, chiếc này đang đứng trước mặt của mình đây. Chiếc này có mã hiệu là DI223S ha. À, chiếc này cũng rất là đẹp không? Chiếc này cũng còn đời mới lắm nha quý vị ha. Giá cũng ok. Dạng du thuyền mini nha quý vị ha. Chiếc này nó sản xuất tại nước Úc nha quý vị ha. Chiếc này có chiều dài là khoảng 5m nha quý vị ha. Chiều dài khoảng 5m. Bề ngang nó khoảng 2m nha quý vị ha. Rất là đẹp luôn. Chiếc này còn mới khoảng 70-90% nha quý vị ha. Còn mới lắm. Chiếc này còn rất là mới luôn. Của hãng Signature của nước Úc nha ha. Đó, đây nè, nó có lá cờ của nước Úc. Đây này nó sản xuất ở nước. Chiếc này thì nó rất là đẹp luôn, mình thấy nó rất là đẹp luôn, nhưng cũng còn mới nữa. Chiếc này bằng composite nha quý ha, này nó qua của nước Úc ha, mình mới về Úc cho nên là mình chủ yếu quay cho quý vị, cho em xem tham khảo là chiếc này có động cơ là Suzuki 4 kỳ nha quý ha, Suzuki 4 kỳ và 70 mã lực, đó, 70 mã lực, và bề ngang nó là 2m, chiếc này đẹp lắm. Chiếc này đời năm 2017 nha quý vị ha, đời năm 2017. Chiếc này có đầy đủ tiện nghi hết nha quý vị ha. Có phòng nghỉ ngơi ha, có phòng nghỉ ngơi. Và nó có máy định vị, có bộ điện đàm, tất cả những cái dòng này là đều hoàn toàn có máy định vị hoàn toàn hết nha quý vị ha. Và nó rất rẻ cho quý vị anh chị em xem tham khảo luôn. Chiếc này có giá rẻ bất ngờ cho quý vị anh chị em. Chiếc này mình nói nó là dạng du thuyền mini nha mày ha, dạng du thuyền mini ha, nó có phòng toilet mở nha mày ha, toilet mở có nghĩa là toilet mình khi nào mình cần thì mình mới kéo ra mình sử dụng ha, nó còn không thì nó làm chiếc này mình có thể nằm ngủ bên trong được khoảng 3-4 người nha mày ha, rất là đẹp. Xem tham khảo giá ha, nói chung rất là đẹp luôn. Đó. Chiếc này có giá trị là 30.000 đô la Úc nha quý ha, 30.000 đô la Úc thôi, khoảng 500 triệu đô la thôi ha, khoảng 500 triệu đô la, chưa bao gồm thuế má nhập khẩu và phí vận chuyển. Thuế má nhập khẩu, phí vận chuyển mình có ghi trong phần mô tả nha quý ha. Đó, chiếc này rất là đẹp luôn. Bề ngang 2m, dài 5m. Xài động cơ Suzuki 4 kỳ 70 mã lực nha quý ha. Rất là đẹp luôn. Chiếc này đời năm 2017 nha quý ha, đời năm 2017. Dài 5m. Đó, cái mùi của nó nhìn là thấy hết sảy ha. Nói chung rất là đẹp nha quý vị. Đẹp lắm quý vị. Đó, còn mới lắm. Đây là cái phòng nghỉ ngơi bên trong ha, phòng nghỉ ngơi bên trong. Bằng composite nha. Chiếc này nếu mà anh chị lấy luôn xe kéo là 35.000 là nha quý vị ha. Nếu không lấy xe kéo là chỉ có 30.000 thôi. Chiếc xe kéo này cũng tương đối mắc. Chiếc xe kéo này là còn ngon lắm nha quý vị ha. Xe kéo này tốt lắm. Còn không lấy xe kéo là chỉ có 30.000 thôi. 30.000 đô la Úc nha quý vị ha. 30.000 đô la Úc. Tương đương khoảng 500 triệu ha, khoảng hơn 500 triệu. Khoảng 500 triệu đổ lại, tùy theo cái tỷ giá của đô la Úc lên xuống thì quý vị anh chị em mua trong thời điểm này thì tỷ giá đô la Úc rất xuống ha.
còn có 16, 16 mấy thôi. Nói chung là chưa tới 17 nữa. Hôm trước lên tới 18 luôn, bây giờ còn có 16, 17 thôi. Đây nó có cái đầu của nó đầu mới dịch ha. Rất là đẹp luôn. Có tầm hạ là 1m3 nha quý vị ha, tầm hạ tới 1m3 luôn. Đó, tầm hạ 1m3, chiều dài nó 5m nha quý vị ha. 5m. Xe động cơ Suzuki 70 mã lực 4 thì. Đó. Dứt du thuyền mini. Rất là đẹp luôn ha, rất là đẹp nha quý vị ha. Khoảng 500.000 đô la Úc. À là xin lỗi, 500 triệu thì Việt Nam mình khoảng là 30.000 đô la Úc nha quý vị ha. 30.000 đô la Úc. Quý vị chờ sở hữu một chiếc du thuyền mini ha. À, mình nói du thuyền mini cho nó sang trọng chút xíu nha quý vị ha. Cái này nó là dạng du thuyền mini thôi nha quý vị ha, cho mình không phải nó là du thuyền mini ha. Nó là dạng giống kiểu dạng du thuyền mini, nó là một top một trong những loại dạng du thuyền mini đó ha. Chỉ cho quý vị chị em xem tham khảo này, rất là đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Còn mới tới 70-90% luôn nha quý vị ha. Bên trong của nó đây ha. Tiếp này mình đi được 6-8 người nha quý vị ha. Bên trong có đầy đủ tiện nghi ha, máy điện đàm có, máy bộ định vị có đầy đủ tiện nghi hết. Bên trong của nó ha. Rất là đẹp nha quý vị. Làm như sao của nó. Chiếc này mình đi được 6 người nha quý vị ha. Chiếc này mình đi được 6-8 người, thậm chí 10 người vẫn được nha quý vị ha. Rất đẹp. Mà nó có những cái lỗ câu nha, những cái lỗ câu rất đẹp nha, sang trọng, rất là sang trọng và mới nha. Đó. Sở hữu những cái dòng này là hết sảy, nói chung là mấy những cái dòng này ở bên Việt Nam mình cũng có ít lắm, cũng không có nhiều. Nếu anh chị sở hữu miền Tây, chiếc này mình đi được tới tốc độ khoảng 50 mai nha vị, 50 mai khoảng gần 70-80 cây số giờ là đó. Đó. Khoảng nói chung mình đi khoảng 60-70 là ok. Đó. Rất là đẹp luôn. Suzuki 70 mã lực mới đi 125 giờ thôi như vậy, 125 giờ. Đời năm 2017 nha ha. Đời năm 2017. Đời năm 2017. 125 giờ. Còn mới lắm nha mày. Đời này đời năm 2017 nha quý ha. Đời năm 2017. Rất là mới luôn, mới khoảng mấy năm rồi. Đó. Sở hữu chứ những cái dòng này hết sảy nha quý ha. Đó thì theo cái sở thích của quý vị anh chị em thôi, mình chú ý mình quay đại khái là những anh chị em cũng có đưa tờ kia mình kiếm quay những cái dòng Canomia loại dạng du thuyền mini. Đây là những cái, đây là những cái loại dạng du thuyền mini nha quý ha, của hãng Signature ha, là sản xuất tại nước Úc nha quý ha. Các quý vị anh chị em bấm lên cái Signature là biết là nó sản xuất ở nước đâu ha. Này nó sản xuất, mình nói nó sản xuất nước Úc nha quý ha. Máy rất là tốt luôn, Suzuki 4 thì 70 mã lực và có giá trị là 30.000 đô la Úc. 30.000 đầu luôn ha. Rồi mình đi một vòng sau đó mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã xem video của mình ha. Và các bạn nhớ đăng ký ha, và nhớ bấm like cho mình ha. Các bạn nhớ bấm like và để ủng hộ mình, để mình cho những video mình lan tỏa cho khắp quý vị anh em xem, để xem tham khảo giá thôi ha. Các bạn nhớ xem hết video của mình ha. Tất cả những cái video của mình có ghi nói và nói rõ tất cả ha. Xin hẹn video lại kế tiếp ha. Bây giờ mình sẽ xin kết thúc video và chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Và bên mình cũng có nhận cái mua bán cano ghe tàu ký gửi ha. Anh chị cứ có một chiếc cano này ghe tàu ký gửi nào đó, quý vị anh chị em đăng quay nằm ngang và gửi qua cho mình bán hoàn toàn miễn phí ha. Rất là đẹp luôn. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn và gia đình vui vẻ và nhiều hạnh phúc ha. Mình sẽ quay những cái dòng khác cho quý vị chú em xem tham khảo kế tiếp ha. Xin chào.